về quê đi phá lợn phá xóm, bây giờ đi phá xoài. Tới nhà của Thọ. Bà chủ vườn xoài, cô phá xoài. À, dạ mới về. Thì là gấp xoài. Về quê này về nhà bật khoét được hết. Đó, về quê tiền không có chứ mà trái cây là nhà nào cũng có, các bạn ăn mệt nghỉ nha. Chính không, chính không ai hái mà để rớt luôn. BD mà bắt leo xài hả? Mà leo lên hái xài. Ăn luôn vỏ luôn nha. À, xà đây nó chín ngay cái vỏ nó ngon. Chưa trà vô đít quần mày. Nhưng mà nó rớt xuống đất nó dính cứ gà, ăn thơm thơm. Ờ, nó ổn ổn qua đây. Bạn ăn rồi. Thì mấy mẹ con đi xài với cha. Đi phục vụ. Tao xài còn phải cho bô nữa. Tụi hình ngồi đếm xoài.